Toàn cảnh Nga-Ukraine tối ngày 15 tháng 11, luật chơi tại chiến trường miền Nam Ukraine đã bắt đầu thay đổi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay để cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình cuộc chiến tại Ukraine. Về tình hình chiến trường, Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga, tiết lộ đối phương thiếu vũ khí trầm trọng. Theo thông tin chúng tôi nhận được, các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 10 khu định cư, phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và TOR-M2 của Nga ở miền nam Ukraine. Theo Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15 tháng 11 tuyên bố, trong suốt 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong vùng lân cận thuộc các thành phố, thị trấn và làng mạc sau: Novoselitsk, tỉnh Lugansk, Bolohoryska, Bakhmut, Bamutsk, Vemiska, Krasnoryska, Mirinska, Novokalinovo, Kromyskalitska và Peromyske, tỉnh Donetsk. Tổng cộng trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa, 23 cuộc không kích cũng như hơn 70 cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt vào các mục tiêu của Ukraine. Đặc biệt, trên mặt trận Kherson, dù đã tuyên bố rút quân khỏi khu vực này, các lực lượng Nga vẫn triển khai súng cối, pháo ống và tên lửa để bắn vào các khu vực trong và xung quanh Dukchani, Novoalexandrivka, Ovradokansminka và Tomarini, tỉnh Kherson. Ngoài ra, Nga cũng tấn công Vires Tarajitska, Dora Nadiz, Ilinska thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Trong 24 giờ qua, các máy bay Ukraine đã thực hiện 21 cuộc không kích vào lực lượng Nga, tiêu diệt 18 cụm quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga, cùng 3 hệ thống tên lửa phòng không. Đặc biệt, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một hệ thống tên lửa S-300, một hệ thống tên lửa phòng không TOR-M2 và 3 xe bọc thép của Nga ở miền nam Ukraine. Những tổn thất khác của Nga vẫn chưa được xác nhận. Lực lượng tên lửa và pháo binh của chúng ta đã hoàn thành 50 nhiệm vụ bắn, tấn công, Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine viết trên Facebook. Bộ cũng báo cáo rằng tình hình ở miền nam Ukraine vẫn căng thẳng, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát và thế chủ động trong khu vực. Ukraine cũng cáo buộc nước láng giềng Belarus đang tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine bằng cách cho phép lực lượng Nga sử dụng cơ sở hạ tầng, lãnh thổ, không phận của nước này. Có một mối đe dọa đang diễn ra liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái từ lãnh thổ và không phận Belarus. Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine đã lên tiếng cho hay Nga đang thiếu tên lửa hành trình UAV do Moscow không sử dụng những vũ khí này suốt một tuần qua. Chúng tôi không ghi nhận các cuộc tấn công nào bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV CS-136 suốt tuần trước. Rõ ràng là đối phương không thể duy trì những đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa bởi họ đang gặp tình trạng thiếu hụt vũ khí như tên lửa Iskander, KH-101, KH-555 và Kali. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 11. Ông Ignat nói rằng Nga chỉ phóng 15 tên lửa hành trình Kali trong tháng 10. Nhận định đây là dấu hiệu cho thấy loại vũ khí này đang khan hiếm và đối phương không thể sản xuất lượng lớn tên lửa trong thời gian ngắn. Đối phương có thể đang tích lũy lực lượng vì họ không thể liên tục tập kích chúng tôi, quan chức Ukraine cho hay. Theo đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hơn 330 trong số 440 UAV được Nga mua từ Iran để triển khai trong chiến sự. Thêm rằng, chúng thường xuất phát từ bán đảo Crimea, tỉnh Kherson và Zaporizhia ở miền nam Ukraine, cũng như tỉnh Kursk của Nga và lãnh thổ Belarus. Nga đã đặt mua thêm 1.500 UAV từ Iran, nhưng việc bàn giao triển khai đến trận địa phóng và sử dụng lại là chuyện khác. Quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phát ngôn viên Ignat nói. Quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ hôm 14 tháng 11 cho biết nước này đã ghi nhận cường độ tấn công tên lửa UAV của Nga giảm xuống kể từ cuối tháng 10. Nga đang gặp nhiều thách thức về đạn dược, đặc biệt là vũ khí dẫn đường chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chứng kiến Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, phá hủy những thứ như mạng lưới điện trong bối cảnh Ukraine đang bước vào mùa đông, quan chức này cho hay. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 12 tháng 11 đã lên tiếng tuyên bố Nga chưa dùng hết các vũ khí trong biên chế và chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tại Ukraine, cho rằng Moscow đang một mình đối phó với NATO và thế giới phương Tây, nhấn mạnh mọi sự so sánh với quá khứ đều không phù hợp. Trong hơn 8 tháng chiến sự, giới chuyên gia quân sự và các quan chức quốc phòng phương Tây đã nhiều lần nhận định kho vũ khí Nga, trong đó có tên lửa dẫn đường, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tuy nhiên, lực lượng Nga những tháng qua gần như ngày nào cũng tuyên bố sử dụng tên lửa và vũ khí chính xác cao để tập kích mục tiêu tại Ukraine.
Ông Medvedev hồi tháng trước tuyên bố Moscow đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và sẽ cải thiện đáng kể kho khí tài. Luật chơi tại chiến trường miền Nam thay đổi sau khi quân đội Ukraine giành lại Kherson. Cập nhật tình hình chiến trường tại Kherson, được biết quân đội Ukraine cho đến ngày hôm nay đã nắm quyền chủ động chiến lược tại miền Nam sau khi giành lại Kherson, trong khi thiếu thời gian và hậu cần tiếp tục lại là vấn đề gây đau đầu với Điện Kremlin. Việc giành lại thành phố Kherson và đẩy lùi nhóm tác chiến Nga tại đầu cầu bờ Tây giúp quân đội Ukraine thay đổi đáng kể luật chơi ở phần phía nam của mặt trận. Tất nhiên, chúng ta đang nói về việc giải phóng một số lượng đáng kể các đơn vị tác chiến của quân đội Ukraine. Họ đang gây áp lực lên tiền tuyến, cũng như việc rút lui đối với một phần nhóm tác chiến của Nga. Ngoài ra, Ukraine có cơ hội bổ sung lực lượng, trong khi đó giờ đây sẽ phải cố gắng luân chuyển các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Yếu tố quan trọng nhất trong việc này chính là thời gian, ai là người tập hợp nhanh hơn sẽ nắm lợi thế. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng trong việc tung đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng là khả năng vươn tới các vị trí của quân đội Nga, nằm sâu 80 km sau tiền tuyến, nhưng Ukraine đang thực hiện được điều này nhờ sự trợ giúp của vũ khí NATO. Tất nhiên, điều gây bất ngờ giờ đây là Ukraine thực sự có thể thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với một trong những cửa sông hẹp nối bán đảo Crimea với lục địa Ukraine, Amiansk, nơi có tuyến đường sắt tới Kherson đi qua. Đồng thời, một tuyến đường sắt khác, đặc biệt là tuyến qua Chongra, vẫn nằm ngoài khu vực 80 km. Cụ thể, đây là mạch máu giao thông, chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì sức chiến đấu cho nhóm Melitopol của quân đội Nga tiến từ Crimea sang. Nhưng ngoài tuyến đường hậu cần, các căn cứ của Nga cũng có thể bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Hiểu được nguy cơ, quân đội Nga được cho là đã đóng cửa căn cứ không quân Chaplinska, nơi đáng tin cậy nằm trong khu vực 80 km. Điều này có nghĩa là tất cả các căn cứ, kho tiếp liệu, nơi triển khai thường trực và đóng quân rất có thể sẽ bị di chuyển vượt quá giới hạn, có nghĩa là gần như toàn bộ phần tả ngạn của vùng Kherson đã biến thành khu vực tiền tuyến. Trên thực tế, điều này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể vai trò hậu cần và suy giảm khả năng hỗ trợ cho nhóm tác chiến, dĩ nhiên đi kèm với đó là gây suy giảm khả năng chiến đấu. Và tất cả những điều này, trong điều kiện của mùa đông đang đến gần, dự báo sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho những trận giao tranh do sự khó khăn của nền đất nhão và thời tiết không thuận lợi. Trong tình hình này, vấn đề chính là thế chủ động chiến lược ở miền Nam mà Bộ Chỉ huy quân đội Nga sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn lợi thế rơi vào tay Ukraine. Nhiệm vụ trên theo đánh giá là rất khó khăn khi hiện nay lực lượng vũ trang Ukraine có thể chọn bất kỳ khu vực nào trên mặt đất dài 200 km từ Vasilivka ở Dnipro đến vùng Voleda ở vùng Donetsk để triển khai các nỗ lực đột phá của mình. Và điều này sẽ buộc các binh sĩ Nga phải làm việc dưới hỏa lực dữ dội, chưa kể đến thực tế là một lần nữa phải căng sức trong điều kiện hậu cần phức tạp. Hiện tại đang có nhiều nhận xét khác nhau về việc quân đội Ukraine có cố gắng vượt qua sông Dnipro để giành lại phần lãnh thổ phía đông Kherson hay không. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi bởi con sông rộng là ranh giới tự nhiên khó khắc phục. Nhưng đừng quên, trước đó đã có nhiều dự đoán cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị Nga nghiền nát dễ dàng khi tìm cách tiếp cận Kherson. Ông Zelensky đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến của Nga. Tổng thống Zelensky phát biểu tại hội nghị G20 kêu gọi các nước gây sức ép lên Nga để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không cho phép Nga chờ đợi và tăng cường lực lượng và rồi bắt đầu các đợt tấn công và gây bất ổn mới. Sẽ không có Minsk III, thỏa thuận mà Nga sẽ vi phạm ngay lập tức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hôm nay. Tôi tin rằng giờ là lúc để cuộc chiến của Nga cần phải và có thể chấm dứt. Ông Zelensky nói thêm, điều đó sẽ cứu sống hàng nghìn người. Khi được hỏi về tuyên bố có đồng nghĩa với việc Ukraine không muốn đàm phán với Nga hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời chắc chắn là như vậy. Trong khi đó, tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất cứ sự thương lượng, thỏa thuận hay là nhượng bộ nào. Tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến khi cạn sức lực. Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ Ukraine khỏi lực lượng Nga. Chúng tôi sẽ không dừng bước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Zaluzhny nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 14 tháng 11. Chúng tôi chỉ có một điều kiện duy nhất để đàm phán, đó là Nga phải rút quân khỏi toàn bộ vùng lãnh thổ chiếm đóng, ông Zaluzhny nói. Ông Zaluzhny đưa ra bình luận trong bối cảnh Ukraine gần đây tái kiểm soát thành phố Kherson và khu vực lân cận bờ Tây sông Dnipro sau khi Nga tuần trước đã rút quân khỏi khu vực. Tổng thống Zelensky ngày 14 tháng 11 đã thăm thành phố Kherson, cảm ơn NATO và các đồng minh đã hỗ trợ Ukraine.
Trong khi đó, Nga thông báo kiểm soát hoàn toàn làng Pavlovska, nơi được coi là bàn đạp chiến lược cho chiến dịch tấn công tiếp theo ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, đáp trả lại những tuyên bố này của Ukraine, Ngoại trưởng Nga nói điều kiện đàm phán của Ukraine là phi thực tế, khiến cho quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev rơi vào thế bế tắc. Theo đó, ông nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G20, nơi đang diễn ra ở Bali, nói rằng: "Tôi nhắc lại rằng tất cả các vấn đề nằm ở phía Ukraine. Bên đang kiên quyết từ chối đàm phán và đưa ra các điều kiện rõ ràng là phi thực tế." Ông cho biết đã nêu vấn đề này trong một cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và giải thích quan điểm của Nga trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Được biết trước đó, giới chức Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, trong đó có cả cuộc gặp do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì, song tất cả đều khép lại mà không có thỏa thuận nào được thống nhất nhằm kiềm chế giao tranh. Nhờ Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Moscow và Kiev hồi mùa hè đã ký thỏa thuận dỡ bỏ phong tỏa một số cảng của Ukraine nhằm cho phép nước này xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền. Thủ tướng Scholz và Tổng thống Macron đã nhận thức được rõ ràng rằng quá trình này đang bị cản trở bởi Ukraine, trong đó có sắc lệnh được Tổng thống Zelensky ký cần đàm phán với Nga. Ông Lavrov nói, nhấn mạnh đây không phải là vấn đề của Nga. Chúng tôi muốn thấy bằng chứng cụ thể là phương Tây thực sự quan tâm đến việc định hướng cho ông Zelensky và giải thích với ông ấy rằng điều này không thể tiếp tục, nó không có lợi cho người dân Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho hay. Được biết, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đức và Pháp đã làm trung gian cho hai thỏa thuận Minsk ký năm 2014 và 2015, chấm dứt giao tranh giữa lực lượng Kiev và phe ly khai ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine. Hai bên sau đó thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận Minsk. EU sửa đổi chính sách theo hướng cô lập Nga. Liên quan đến vai trò của EU trong cuộc chiến tại Ukraine, được biết gần đây, EU đã sửa đổi chiến lược mới theo hướng cô lập Nga. Theo một dự thảo nội bộ mà Politico nắm được, giới chức EU đang thảo luận về các nguyên tắc mới để thay thế các tài liệu cũ về chính sách của khối này đối với Moscow. Nguyên tắc gây chú ý nhất trong đó chính là cô lập Nga trên phạm vi quốc tế, áp đặt các biện pháp hạn chế chống lại Nga và ngăn chặn sự lách luật. Dưới quan điểm của các chuyên gia, động thái điều chỉnh trên đã phản ánh tình hình thực tế hiện nay kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2. EU đã tập trung thực thi các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào phần lớn nền kinh tế, hàng nhập khẩu và xuất khẩu của nước này. Cuộc thảo luận giữa các ngoại trưởng EU về dự thảo cô lập Nga đã chính thức bắt đầu trong một cuộc họp ở Bruxelles hôm 14 tháng 11. Văn bản dự thảo do cơ quan ngoại giao của khối này chuẩn bị gồm 6 điểm nhằm thay thế 5 nguyên tắc hướng dẫn trước đó mà khối đã nhất trí vào năm 2016. Ngoài cô lập, các nguyên tắc hàng đầu của tài liệu còn có phần đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bất kỳ tội ác chiến tranh nào của Nga và hỗ trợ nước láng giềng của EU, phần lớn đề cập đến các quốc gia Balkan đang tìm kiếm tư cách thành viên EU. Dự thảo cũng đề cập hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO, hỗ trợ xã hội dân sự ở Nga nhằm tăng cường khả năng phục hồi EU trong vấn đề phụ thuộc năng lượng vào Nga, cũng như là các cuộc tấn công mạng và sự phổ biến của thông tin sai lệch. Dự thảo mới trên hầu như khác biệt so với dự thảo mà EU đã soạn thảo từ năm 2016. Một số nguyên tắc trong tài liệu đó đã không còn được áp dụng, chấm dứt xung đột giữa các lực lượng đòi độc lập ở đông Ukraine và chính phủ, đề nghị Nga tham gia hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Nguyên tắc trước đó của EU cũng đề cập đến tăng cường xã hội dân sự và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng của liên minh này. Các nhà ngoại giao nhận xét rằng, nhìn chung, dự thảo chính sách cập nhật của EU không gây ra những vấn đề lớn. Một điểm gây tranh cãi duy nhất là tuyên bố rằng EU và Nga không thể quay lại tình trạng quan hệ bình thường nếu Nga còn đưa quân đến Ukraine và vi phạm luật pháp quốc tế. Các nhà ngoại giao EU cho biết, một số nước vùng Baltic vốn có lập trường gay gắt hơn đối với Nga, muốn phần tuyên bố kể trên phải quyết liệt hơn. Trong khi đó, Đức tỏ ra hài lòng với văn bản hiện tại. Tướng hàng đầu của Mỹ nói câu này khiến Ukraine tức giận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ kêu gọi Ukraine nắm bắt thời cơ để ngoại giao với Nga. Theo Politico, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng trấn an Ukraine rằng họ không ép Kiev tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow sau khi một tướng hàng đầu của Mỹ ám chỉ đến một cửa sổ cho một giải pháp ngoại giao giải quyết cuộc xung đột. Theo các quan chức Ukraine và Mỹ được hãng tin này phỏng vấn, Washington đang báo hiệu cho Kiev rằng bất kỳ thời gian giao tranh tạm lắng trong mùa đông không có nghĩa là các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ngay lập tức, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự.
những lo ngại của Ukraine rằng Mỹ có thể thúc đẩy Kiev tìm kiếm một giải pháp hòa bình với Moscow đã được thúc đẩy bởi những bình luận gần đây của tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, người nói rằng Ukraine không thể đạt được một chiến thắng quân sự, trong khi lưu ý rằng mùa đông có thể xuất hiện một nguy cơ cho sự can dự ngoại giao. Khi có cơ hội đàm phán, khi có thể đạt được hòa bình, hãy nắm bắt thời điểm, ông Mark Milley nói. Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao tại Ankara vào thứ Hai ngày 14 tháng 11. Nhà Trắng sau đó nhấn mạnh rằng bất kỳ việc giải quyết chiến tranh ở Ukraine nào cũng nằm trên bàn đàm phán, cho thấy rằng các cuộc đàm phán xoay quanh vũ khí hạt nhân và công dân Mỹ đang bị Nga giam giữ, trong khi Moscow từ chối tiết lộ những gì các bên đã thảo luận. Theo các quan chức Mỹ, thông điệp hỗn hợp của Washington về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine đang khiến quan hệ giữa Washington và Kiev trở nên căng thẳng. Điều này càng được nhấn mạnh bởi sự rạn nứt đang nổi lên giữa các quan chức Mỹ, với một số người cho rằng còn quá sớm để đàm phán hòa bình, trong khi những người khác tin rằng mùa đông mang đến cơ hội cho ngoại giao. Báo cáo cho biết nhóm thứ hai đã thúc giục các đối tác của họ ở Washington xem xét cơ hội này nghiêm túc hơn, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thuyết phục được Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều thành viên trong chính quyền của ông. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không loại trừ các cuộc đàm phán với Kiev, cáo buộc Ukraine thiếu cam kết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra các điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, trong đó bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bồi thường cho thiệt hại chiến tranh và trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh. Vào tháng 10, ông cũng đã ký sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Kiev đã có một thái độ khác, cử một nhóm phái đoàn tới Istanbul vào tháng 3 để thảo luận về một giải pháp với Nga. Tuy nhiên, sau đó Kiev đột ngột rút khỏi các cuộc đàm phán này, được cho là do nỗ lực của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tháng trước, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ ra rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Ukraine đều khó có thể thành công, vì bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức theo lệnh từ phương Tây.